Ngày 29 tháng 10, hàng chục spa lớn nhỏ ở nhiều tỉnh thành đã tập trung về Hà Nội, gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo một chủ spa có trụ sở tại quận Tây Hồ lợi dụng lòng tin để bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo các chủ spa, sau khi thấy trên mạng xã hội xuất hiện một cô gái tên Linh trong các buổi live stream giới thiệu mỹ phẩm kem trộn có công dụng cực tốt cho trị nám, nên đã tìm hiểu để nhập hàng về phục vụ cho khách hàng của mình. Tất cả các chủ spa là khách đến với Linh đều được học một khóa ngắn hạn về cách trộn mỹ phẩm. Tuy nhiên, sau khi các chủ spa này mua mỹ phẩm của Linh về dùng cho khách hàng của mình, thì khách có hiện tượng bị ngứa, nổi mẩn, kích ứng da, thậm chí là nhiễm trùng da. Hiện tại, tất cả các sản phẩm mà các chủ spa này đã mua đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không tem, không nhãn mác xuất xứ. Vậy là chỉ vì chót tin lời đường mật của người bán, các chủ spa này đã phải lãnh hậu quả là tiền mất, tật mang. Tại vì cái này lên thì bọn em được hiệu quả không? Cứ quay live stream thì bọn em là các chủ spa ấy hiệu quả thì lấy sản phẩm thôi, chứ cũng không có giấy tờ gì ạ. Chị chỉ cam kết mồm là cái này nó hiệu quả, rồi chị cũng vẫn nói ở trên Facebook là nếu mà không hiệu quả thì hoàn lại 100%, nhưng mà không có đâu. Tổng giá trị thì để cái spa của em lấy là rơi vào tầm khoảng nửa tỷ. Tin rồi mình mua các sản phẩm về, thậm chí có những cái một cái loại sản phẩm thôi không tem mác không lấy gì cả mà có giá 15 triệu. Như cái loại này là 15 triệu. Tức là họ còn bảo cái mức giá là 18 triệu nhưng để lại cho mình với giá là 15 triệu. Có cái lọ ghi hẳn chữ bỏ cơ hoặc là kháng sinh trên bề mặt. Thì mình có hỏi là tại sao lại có thể sử dụng cái kháng sinh này trên da mặt của khách lại ghi vào như này. Thì họ cũng chỉ nói là để chống viêm. Tức là trong quá trình làm không gây viêm nhiễm gì trên da mặt khách thôi, chứ nó không phải gây bào mòn da nữa gì cả. Và họ cam kết là tất cả các sản phẩm của họ có thể ăn được và uống được. Thế là rất là giật mình về những cái đấy. Không có tem mác, không có gì cả. Và sau đó nữa là làm trên người nhà mình bị như thế và cũng đã có những cái trường hợp như thế. Thế là tôi đã phải dừng ngay. Cũng chỉ mong sao để những người khác không bị lừa giống mình. Bởi vì là đã có rất nhiều người bị lừa như mình. Để làm rõ những thông tin phản ánh, nhóm phóng viên đã đến liên hệ trực tiếp qua địa chỉ của spa trên tại số 93 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, cơ sở này đóng kín cửa. Phóng viên đã cố gắng liên hệ qua số điện thoại của chủ cơ sở làm đẹp trên, nhưng không ai nghe máy. Sáng ngày 31 tháng 10, trao đổi với phóng viên trước sự việc trên, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương cho biết. Anh thì anh có nhận được cách đây mấy hôm ấy, có một cái đơn của họ gửi nhưng mà gửi nhiều cơ quan. Thế nhưng mà bọn anh thì cũng đang theo dõi bởi vì cái này thì mỹ phẩm thì là không phải cái ngành bên anh quản lý, của anh đang phối hợp đang theo dõi đây để xem bên bộ phận y tế người ta mới là chính ạ. Đây bọn anh cũng đang nắm thông tin đây để xem cần thì có phối hợp lên ngành thì anh sẵn sàng thôi. Anh cũng có cái kênh riêng của anh xác minh thẩm tra, vẫn đang nắm tình hình em ạ. Hiện tại những chủ spa trên đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng với mong muốn không ai bị lừa giống mình và cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh chất lượng của những sản phẩm làm đẹp của cơ sở trên. Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.